tản mạn, những cách thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ. Chúng ta thật dễ dàng thể hiện cảm xúc yêu thương và nói lời cảm ơn với những người bạn, đồng nghiệp hay người yêu, đối tác làm ăn hay những người hàng xóm của mình, nhưng lại thật khó khăn và hiếm hoi khi dành điều ấy cho những người đã sinh ra mình. Bạn cho rằng bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với cha mẹ là phải làm gì đó to lớn. Thật ra không phải cần như vậy. Để thể hiện được tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ, thì việc đầu tiên các bạn trẻ cần làm đó là dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn. Có thời gian cho họ thì bạn mới biết mình cần làm gì. Cuộc sống vội vã luôn khiến chúng ta cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà quên đi những người thân yêu nhất. Bao lâu rồi bạn chưa về nhà ăn cơm cùng bố mẹ? Bao lâu rồi chưa cùng ngồi mâm cơm tâm sự với họ? Bao lâu rồi chưa ngồi uống chén nước chè cùng bố mẹ, hỏi han chuyện hàng xóm và họ hàng? Bao lâu rồi bạn chưa nhìn lên mái tóc bạc của họ? Hãy tạm bớt công việc lại, tranh thủ thời gian về với bố mẹ khi còn, dành thời gian và sự chăm sóc chân thành cho họ khi có thể. Bạn có thể làm một vài việc đơn giản sau mà tưởng chừng chúng ta đã quên. Giúp đỡ bố mẹ kể cả những việc nhỏ nhặt nhất. Công cha nghĩa mẹ cao tựa núi, dài tựa sông. Và bạn luôn mong muốn đền đáp công lao ấy bằng những điều vĩ đại về vật chất của cải bày tỏ lòng biết ơn. Đây là tấm lòng rất hiếu thảo và rất có ý chí. Nhưng có chắc rằng chỉ đây mới là cách báo hiếu và biết ơn bố mẹ, và liệu rằng điều ấy có đến sớm hay để rồi khi mọi thứ đã quá muộn màng? Giúp đỡ bố mẹ kể cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng chính là cách đền đáp báo ơn công cha mẹ dưỡng dục sinh thành. Những việc làm như đi chợ, nấu cơm giúp mẹ hay sửa điện, sửa đường ống nước giúp bố cũng khiến họ vô cùng hạnh phúc. Đây chính là cách cha mẹ và bạn hiểu nhau hơn. Sự khác biệt giữa các thế hệ vì thế được rút ngắn hơn. Có lẽ bạn đã quên nói lời yêu thương với bố mẹ mỗi ngày như hồi bé bạn từng làm. Có lẽ đây là việc làm dễ dàng nhất cũng là khó nhất đối với các bạn trẻ hiện nay. Một câu "con yêu mẹ, con thương ba, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm" dường như thật ngượng ngùng và khó bắt đầu để chúng ta nói ra với bố mẹ mỗi ngày. Ai cũng biết rằng để thể hiện tình yêu và sự biết ơn, tốt hơn hết là qua hành động và việc làm. Nhưng không thể phủ nhận giá trị của những lời nói. Nó mang tính biểu cảm tức thời, truyền tải cảm xúc nhanh chóng. Hãy luyện tập nói lời yêu thương và cảm ơn với bố mẹ mỗi ngày. Có thể gặp mặt trực tiếp hoặc nói qua điện thoại cũng được. Tình cảm giữa bạn và bố mẹ sẽ tốt hơn đó rất nhiều. Báo hiếu cha mẹ còn qua cách sống thật tốt với cuộc sống của mình. Chúng ta thường nghĩ rằng phải kiếm thật nhiều tiền để sau này báo đáp công ơn của cha mẹ, để bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ. Nó không sai nhưng chưa là duy nhất. Với bố mẹ, điều họ cần từ con cái của mình không hẳn chỉ là tiền bạc vật chất, mà họ chỉ mong những đứa con của mình sẽ trưởng thành, sống tử tế, có ích cho xã hội và gia đình. Cho nên, để biết ơn cha mẹ, đôi khi bạn không cần phải làm điều gì to tát. Bạn chỉ cần sống thật tốt cuộc sống của mình, tự lập về tài chính, tự lập về lối sống, không để cho bố mẹ lo lắng, suy nghĩ nhiều về bạn. Nó cũng giống như việc bạn chỉ mong bố mẹ sống vui khỏe về già, không cần quá bận tâm về cuộc sống riêng của con cái. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều vô thường. Ở tuổi xế chiều, bố mẹ bạn rất cần tình cảm của con cháu. Bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, dành cho họ những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm được, để khi gần đất xa trời, cha mẹ cũng luôn được hạnh phúc cùng con cháu. Những điều trên thật nhỏ nhoi và dễ dàng, nhưng đôi khi nó lại thật khó và to tát, phải không? Chúng ta dễ dàng thể hiện cảm xúc với rất nhiều người trên xã hội này, người yêu, đối tác, bạn bè, người thân hàng xóm, nhưng đối với cha mẹ chúng ta đã quên rất nhiều thứ. Đó là những lời sẻ chia của chúng tôi gửi gắm tới quý anh chị. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị hạnh phúc và có những giây phút tuyệt vời bên gia đình.